trung tâm nghiên cứu và phát triển giống hoa hồng cổ và Trà My. Xin mến chào đến tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lên tiếp tục một tác phẩm bonsai về hoa Trà My. Xin mời tất cả các bạn cùng xem video. Trong video có những clip mình quay thực tế từng cây về vanh chiều cao, các bạn theo dõi. Và mình cũng có bán cây giống, các bạn có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại của mình đăng trên màn hình. Điện thoại là 0903096269 tại Vườn Hoa thành phố Đà Lạt. Được sáng này. Hai sáu. Đang không có cái này nữa, không có cái nữa.